Và xử lý hay của Tommy Paul. Giờ bóng rất tuyệt vời của Medvedev, 40 đều. Quả bật lưới không thành công của Medvedev. Và xử lý quá hay của Medvedev. 3 cơ hội để Medvedev đào lại game đầu đã mất. Bóng không qua lưới. 15-0. Như vậy là game đều đã khép lại phần thắng thuộc về Medvedev. Quá tuyệt vời Tommy Paul. Và bật lưới xuất sắc của anh. Tình huống đưa bóng quá khó chịu của Medvedev từ góc sân này đến góc sân kia. Nỗ lực tuyệt vời của Tommy Paul nhưng chừng đó là không đủ để cho anh có thể tạo nên khác biệt. Bóng ngoài sân. 0-15. Và xử lý quá hay của Tommy Paul. Như vậy là game cho Tommy Paul. Không tốt của Medvedev. Như vậy là game đấu đã khép lại. Nỗ lực của Medvedev khá tốt, anh đã không thể có được điểm. Quá đáng
việc cho Medvedev, bóng đã đi ra ngoài dù anh đã rất nỗ lực. Bóng ngoài 30-0. Trong khi đó thì Sinner đã có chiến thắng ở set đầu tiên trước Daniel Evans. Cú đánh quá mạnh của Tommy Paul. Bóng ngoài sân và như vậy là Medvedev đã bè game thành công và vượt lên dẫn trước 3-1 ở trong set đấu thứ hai. Trái tay ra ngoài của Tommy Paul, gồm bóng bền. Lần này thì cú đánh của Medvedev ở trong sân. Bóng đập vào mặt lưới và đi ra ngoài. Medvedev. Bóng ngoài sân và như vậy là game cho Medvedev. Quá hay, 40-0 cho Medvedev. Trận đấu đã khép lại sau hai set đấu với chiến thắng áp đảo 6-2 và 6-1 thuộc về Medvedev, hạt giống số 2 của giải. Medvedev đã chơi hay hơn so với Tommy Paul ở trong trận đấu này và anh đã có được một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của áp đảo. Đối thủ tiếp theo của Medvedev ở vòng thứ 2 của Trung Quốc mở rộng là Dominov.